Vâng, xin chào tất cả quý vị các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Nguyễn Phúc Japan. Hôm nay mình lên video clip giới thiệu tất cả quý vị các bạn một số bộ dàn mini hàng Nhật bãi. Thì hôm nay mình có sẵn ra đây là ba bộ Victor nhé. Ba bộ này đều giống nhau về model và hình thức thì cũng còn rất là đẹp. Hiện tại là mình đã cắm một bộ kết nối bằng loa nhé. Bây giờ mình sẽ test bằng cái điện thoại nghe nhạc mạng nhé. Mình có thể trong chơi đầu CD này, con này chạy full chức năng nhé, đầu CD này, đĩa MD này và cửa băng cassette này, tất cả đều ok hết nhé. Hình thức thì còn rất là đẹp nhé. Bây giờ hiện tại mình đang cắm điện thoại nghe nhạc mạng nhé, qua đường line này. Loa hai đường tiếng nhé, một bát một chiếc nhé. Bấm chế độ chỉnh chế độ nhạc như kiểu là cái menu tự động nhạc. Đĩa CD này. Dàn mini thì bên mình còn rất nhiều chủng loại nhé, như là Kenwood này, Sony này, Panasonic này, Iowa này, Victor này, Đà Lông nhé. Tạm biệt mùa đông, tạm biệt ánh lửa hồng, xa rồi vòng tay ấm. Mùa đông sẽ đi qua, rồi anh cũng đi xa. Hai chiếc này là model cùng model nhé. À cùng xe gì luôn, loa cùng cặp xe trùng xe gì luôn nhá. Ngoài ra còn có âm ni ra vua Hàn Quốc nhé, 2L nhé, 6 chiếc 2L, đời 95 và 96 nhé. Ngoài ra còn có lọc xì Hàn Quốc nhé, lọc xì Live và Kim Dung cũng như là Ever Hàn Quốc xịn nhé, lọc tiếng rất hay. Vòng tay ấm mùa đông sẽ đi qua, rồi anh cũng đi xa, chỉ còn lại mình em ngồi hát cùng dòng sông, chỉ còn lại mình em nhớ về một mùa đông. Bây giờ tóc gió thôi bay, ơi mùa đông môi hồng chợt nhớ cơn say, trời
trước nó. Mây bay lặng lẽ bên đời, xa anh đã mấy đông rồi. Sương sương buồn nhớ cánh chim trời.